hai trang bị mới thú vị được đưa vào đấu trường chân lý mùa 10. Ngày 8 tháng 11, đấu trường chân lý mùa 10 đã chính thức có mặt trên BB để người chơi trải nghiệm sớm. Bên cạnh một loạt tổng hệ, cơ chế mới, thì Riot cũng có thay đổi đáng chú ý về trang bị. Điển hình là sự xuất hiện của hai trang bị mới, bùa đỏ và bùa dũng mãnh. Bùa đỏ được ghép từ hai cung, giúp tướng gây thêm 8% sát thương. Hơn nữa, đòn đánh sẽ khiến mục tiêu chịu vết thương sâu và bị đốt 5% máu. Đây chính là món đồ thay thế đại bác liên thanh. Về hiệu ứng, bùa đỏ khá hiệu quả trong việc cung cấp khả năng giảm hồi máu cho các đội hình vật lý. Tuy nhiên, cung gỗ vốn là món đồ giá trị và thường xuyên bị tranh giành. Vì thế, hiếm khi người chơi ghép hai cung chỉ để đổi lấy hiệu ứng khắc chế tướng địch. Đúng là Riot cần bỏ đại bác, nhưng dùng bùa đỏ để thay thế dường như chưa hợp lý. Tiếp đó, bùa dũng mãnh có trang bị thành phần là găng đấu tập và giáp lưới, giúp giảm 8% sát thương nhận vào, tăng lên 15% nếu tướng sở hữu có trên 50% máu. Điều này có nghĩa là đầu combat, tướng cầm bùa dũng mãnh sẽ được giảm rất nhiều sát thương nhận vào. Đây là một món chống chịu tương đối mạnh khi có thể giảm mọi loại sát thương, từ vật lý tới phép. Hơn nữa, hiệu ứng tối đa lại được kích hoạt ngay từ đầu nên người chơi có thể yên tâm tận dụng hết sức mạnh. Đây là sự thay thế rất tốt cho lưỡi hái bóng đêm khá yếu ở mùa trước.